Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Ơn trời, Android TV Box Magic CN5 Max đã quay trở lại rồi. Như các bạn đã biết, cái thời điểm này là thời điểm mà chúng ta đang cách ly xã hội. Đấy, vậy nên là việc chuẩn bị ở trong nhà một cái Android TV Box để chúng ta có thể xem những nội dung giải trí là điều rất quan trọng, đúng không nào? Mình có nhớ đó là cái bộ 4 sản phẩm Magic CN5, nó gồm Magic CN5, Magic CN5 Max, Magic CN5 Plus và Magic CN5 Nova. Cái thời điểm trước Tết ý, nó cực kỳ hot luôn, và thậm chí là có những lúc mà Smart New họ cháy hàng, không còn hàng để bán, và có một khoảng thời gian rất dài chúng ta không thể mua được những cái mẫu Android TV Box Magic C thuộc dòng N5 đấy, trong đó có 4 dòng mà mình vừa mới kể ra đấy. Thì bây giờ rất là may cái N5 Max này nó đã quay trở lại rồi. Cái N5 Max mà mình đang cầm trên tay này có cấu hình rất là cao ở thời điểm hiện tại đấy. Và trước khi nói về cái mẫu Magic N5 Max này thì mình cũng sẽ nói cho bạn cái cách phân biệt thật là nhanh giữa 4 dòng N5 này nhá. Đầu tiên là Magic CN5 bình thường cái đã, là nó chip trước thứ nó cũng bình thường, và tất cả những cái tính năng của nó cũng là những tính năng cơ bản dành cho chúng ta xem Android TV Box thôi, cấu hình cũng cơ bản thôi. Đấy. Lên đến N5 Max thì cái con chip của nó sẽ tốt hơn khá nhiều. Như cái Magic CN5 ấy thì nó sử dụng chip S905X. Đấy, X thôi, chứ không phải là X2 hay X3 gì cả. Thì cái con chip đó nó là con chip bình thường. Thế lên đến Magic CN5 Max phiên bản 2019 ý, thì là nó sử dụng cái con chip S905X2. Đấy, còn cái Magic CN5 Max mà mình đang cầm trên tay này, nó sử dụng chip S905X3. Và cái thời điểm mà cái mẫu Android TV Box này ra mắt ấy, thì cái cấu hình của nó, cái điểm số AnTuTu chấm ra nhé, là nó nằm trong top 5 Android TV Box có điểm số AnTuTu cao nhất thế giới. Đấy là tính ở cái thời điểm mà nó ra mắt ấy. Đấy, nên là về cấu hình thì các bạn thoải mái luôn nhé. Nếu bạn nào bây giờ đang dùng FPT Playbox ấy, ví dụ như giống như mình chẳng hạn này, các bạn sẽ thấy là thời gian gần đây FPT Playbox nó đang xảy ra một vấn đề, đó là nó khá là chậm khi chúng ta cập nhật phần mềm lên. Đấy, còn cái mẫu này thì nó quá mượt mà rồi. Thế tiếp theo nữa là Magic CN5 Nova là cái Android TV Box mà nó hướng tới hình ảnh nhiều hơn. Nghĩa là hình ảnh xem nó sẽ khá là đẹp. Đấy, nó sẽ có những thuật toán riêng để tối ưu hóa hình ảnh khi kết nối với TV hay là kết nối với màn hình, được chưa? Còn Magic CN5 Nova, một cái mẫu Android TV Box mà mình cũng đã làm rồi, thì cái đó là nó hướng tới việc là lắp thêm ổ cứng rời. Xin nhắc lại là ổ cứng rời chứ không phải là thẻ nhớ nhé, để các bạn có thể xem những nội dung phim viết thứ vào đấy nó dễ hơn. Chúng ta có thể copy phim 4K hay là copy những cái nội dung nhiều thế giới động vật thứ vào để chúng ta xem thoải mái, đúng không nào? Ok, quay trở lại với Magic CN5 Max, cái phiên bản có cấu hình cao nhất mà mình đang cầm trên tay này, có thể hỗ trợ cho chúng ta xem được nội dung video Ultra HD ở đây. Có một số bạn, các bạn bảo là màn hình TV nhà các bạn chỉ là Full HD cộng thì nội dung Ultra HD này thì nó cũng đâu có quá nhiều ý nghĩa. Đúng, mình công nhận là như thế thật, nhưng mà nó cũng sẽ scale lên một chút nào đó để cho các bạn có thể xem hình ảnh nó sẽ tốt hơn một chút. Đấy, nhưng ví dụ như ở nhà mình có một cái TV LG 43 inch 4K thì cái Ultra HD HDR này nó rất có hiệu quả này. Tiếp theo nữa là cái mẫu Magic CN5 Max này nó sẽ có Android 9, điều này rất quan trọng nhé. Những bạn nào mà đang sử dụng những dịch vụ Google cho những mẫu Android TV Box ấy, mà nếu các bạn đang ở lại những cái phiên bản Android cũ kiểu như Android 7 hay Android 6 đổ xuống chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thể xem được YouTube. Đấy, đây là điều rất nguy hiểm. Còn đối với cả những cái mẫu Android TV Box mà được bán ở Smart New thì họ hỗ trợ cập nhật phần mềm lên cho chúng ta, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đây là những sở hàng chính hãng, chúng ta lo cái gì, đúng không nào? Đấy, thì nó sẽ có Android 9 luôn. Tiếp theo nữa nào, cái Wi-Fi của nó sẽ có Wi-Fi 2.4G và 5G ở đây luôn. Nó sẽ giúp cho cái việc bắt sóng Wi-Fi là vô cùng tốt. Các bạn có tưởng tượng như này này. Cái Wi-Fi, ví dụ như bạn đặt nhà mình chẳng hạn, mình đặt Wi-Fi ở phòng khách. Đấy, thì cái TV ngoài phòng khách nhà mình xem rất là khỏe, rất là mạnh. Nhưng cái TV bên phòng ngủ của mình nó cứ chập chà chập chờn. Thế cuối cùng là mình mua một cái Magic CN5 thôi, chứ không phải là N5 Max đâu nhé. Mình mua một cái Magic CN5 về, ui trời ơi, nó bắt sóng Wi-Fi thì khỏe thì thôi rồi luôn, mình ở trong phòng ngủ mình vẫn có thể xem được. Đấy chính là cái ưu điểm mà mình rất thích ở mấy cái Android TV Box của Trung Quốc như này này. Đấy, mình nói thẳng luôn, chả có gì xấu giếm cả. Đấy, nó là của Trung Quốc nhưng nó bán rất chạy ở Trung Quốc luôn. Và đây có thể coi là một trong những mẫu Android TV Box bán chạy ở hàng đầu ở Trung Quốc đấy. Đấy, đất nước tỷ dân mà họ còn như thế thì không chỉ đất nước chúng ta. Cơ bản là nó rẻ. Đấy, nó rất rẻ. Nó có USB 3.0 để chúng ta có thể cắm những nội dung vào đấy. Đấy, chúng ta có thể cắm những cái nội dung phim 8K các thứ vào đấy, 4K vào đấy, chúng ta xem. Đấy, và sẽ có một đầu HD 2.1 ở đây nữa. Các cổng kết nối thì thoải mái luôn. Còn với cái mẫu này nhá, các bạn nhìn này, cái mẫu mà mình đang cầm ở trên tay này, RAM với ROM rất thoải mái luôn. RAM của nó là 4GB, còn ROM của nó là 32GB. Ngày trước admin Kha đã có một bài test game PUBG và Liên Quân
ở trên cái mẫu Android TV Box mà nó chỉ có RAM 2, bộ nhớ trong là 16 thôi nhé các bạn nhé. Nghĩa là tất cả mọi thông số chỉ bằng một nửa cái này thôi. Mà nó còn chơi mượt game PUBG với cả Liên Quân cơ mà. Huống chi là một cái cấu hình nó cao như thế này. Đấy, nên là nói như thế để cho các bạn xem là nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, bên trong thì cũng rất là đầy đủ thôi. Chúng ta sẽ có bộ sạc này, rồi là một cáp kết nối này. Sách hướng dẫn sử dụng thì mình nghĩ là các bạn nên giữ lại, nhưng cái này rất quan trọng đấy, không phải là vứt đi giống kiểu là sách hướng dẫn sử dụng của điện thoại đâu. Và chúng ta sẽ có một cái điều khiển bình thường nữa. Đấy, thì cái mẫu Android Box này đây nó cũng rất là nhỏ gọn, chúng ta để vào nó không bị cồng kềnh. Và nó có đèn hiển thị ở đây này. Đấy, rồi khi chúng ta mua như thế này thì giá sẽ là 990.000 đồng. Đấy, còn nếu mà chúng ta mua thêm cái điều khiển như này, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai điều khiển nhé. Có thể điều khiển chuột bay cái thứ nữa nhé, một trong hai điều khiển. Thì những cái điều khiển chuột bay như này, một trong hai cái này, thì các bạn sẽ thêm 200.000 nữa, như là giá sẽ là 1.190.000 đồng. Được chưa ạ? Mình thấy là mức giá đó mức giá quá hợp lý rồi. Nó sẽ có hai cái loại khác nhau, một cái loại nó hơi bo một chút để chúng ta có thể cầm nó ôm tay hơn, còn một loại nó vuông vức để giống kiểu cái điều khiển truyền thống ấy. Cái điều khiển chuột bay này thì nó sẽ rất hay ở cái chỗ là chúng ta có thể kích hoạt được cái tính năng nhận diện giọng nói lên. Đấy, Android TV Box của MyCN5 là ví dụ chúng ta cầm ở đây chúng ta nói mở YouTube, nó sẽ mở Facebook, nó sẽ mở luôn. Vào YouTube rồi, nói là bật kênh YouTube Dương Dê, nó cũng sẽ vào cái kênh YouTube Dương Dê của mình. Đấy, đấy chính là những điểm rất hay. Còn tất nhiên, thời điểm này là thời điểm dịch, chúng ta mua Android TV Box về để chúng ta có thể xem những nội dung miễn phí. Đấy, ngày trước ấy là mình đã nói với các bạn là chúng ta có thể xem được bóng đá miễn phí này, nhưng mà bây giờ thì bóng đá thì thôi là cũng bị mùa dịch rồi. Đấy thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem phim miễn phí đi. Đấy, mình nói từ miễn phí là các bạn sẽ hiểu được rồi. Đấy, chúng ta có thể xem những nội dung mà nó hơi nhạy cảm một chút. Đấy, thì cái này nó cũng ấy được, nhưng mà nhà bạn nào mà có con nhỏ chúng ta cũng nên khóa những nội dung đó lại. Thì cái Android TV Box này nó làm được cái điều đó này. Đấy, rất hay, đúng nào. Android TV Box có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, và nó sẽ có một tốc độ mà các bạn, mình nghĩ là tốc độ phản hồi là vô cùng nhanh luôn, nhanh hơn FPT Playbox rất nhiều. Đấy, nhà mình sử dụng cả hai luôn nên mình chả gì phải giấu giếm cái điều đó cả. Rồi, và cuối cùng có một cái này nữa rất hay cho các bạn, đó là nếu các bạn chia sẻ video này đấy xong, sau đó các bạn nhắn tin đến fanpage của Smart News, hoặc là làm cái gì đó để cho Smart News biết là à bạn đã chia sẻ video này rồi, thì Smart News sẽ tặng cho các bạn 3 tháng xem ca cộng miễn phí. Các bạn biết là 3 tháng xem ca cộng là bao nhiêu tiền? Đợt này ca cộng đang tăng giá nhé. Mình đang sử dụng ca cộng rất nhiều, mình đang biết đây này. Ca cộng là trước kia nó là 125.000 một tháng, bây giờ nó tăng lên 140 một tháng rồi. 140 một tháng các bạn nhân lên 3 tháng nó sẽ rơi vào khoảng 420.000. Đấy, chúng ta sẽ tiết kiệm được 420.000. Trời ơi, một cái này 1 triệu bạc mà tiết kiệm được 420.000 tiền ca cộng, người ta tặng thêm thế thì quá ngon. Chỉ với một cách, đó là chia sẻ video này rất nhanh chóng thôi. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Magic CN 5 Max? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn, thời điểm mùa dịch này có phải là thời điểm tốt nhất để mua Android TV Box Magic CN 5 Max hay không? Hãy để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.